Vâng, em xin chào tất cả các bác online toàn quốc ạ. Và hôm nay là phiên bán hàng của em là ngày 25 tháng 6 ạ. Và hôm nay em được về ít trồn trồn giò các bác nhé. Vâng, đầu tiên cho em là một giò ạ. Vâng, đây là hàng hàng nguyên bản nhưng được người dân cho vào trong chậu các bác nhé. Đây các bác ngắm này. Được người dân cho vào trong chậu nhé. Để được các bác này. Tổng cộng đây được em có 6 cây các bác nhé. 6 cây nhé. Đây bác ngắm này, rất là đẹp luôn. Về các bác chỉ có cái chăm thôi. Phân thì dân đã cho phân trâu rồi. Để các bác cho thêm phân vào thì nó rất là xanh tốt các bác nhá. Đây 6 cây như này. Tôi xin các bác nhá. Mã số 1 150.000. Mã số 1 150.000. Và các bác ngắm này. Dễ để ăn chắc là rất là chắc khỏe rồi đấy ạ. Ăn đâm cả cái giò nhựa này rồi. Vâng, hàng của em là chưa bao gồm phí sức vận chuyển các bác nhá. Bác nhận hàng thì nhận trả tiền ship giúp em. Mã số 1 này 150.000. Mã số 1 150.000. Các bác có mã số 2. Có mã số 2. Có mã số 2 này. Cũng là ở trên gỗ lũa các bác nhá. Được người dân cho vào giỏ nhá. Đây các bác ngắm này, gỗ lũa ở giữa đấy ạ. Ăn rất là khỏe, rất là chắc này đây. Cây này chỉ có 1 2 5 cây thôi ạ, chỉ có 5 cây thôi các bác nhé. Vì các bác có thể chăm hoặc là bác sẽ mua thêm để mà ghép vào thành một giò rất là to. Lan thì rất là chắc khỏe rồi các bác này. Đây các bác ngắm bộ rễ của nó bên trong chưa ạ. Ra mầm rất là nhiều, rất là chắc khỏe rồi ạ. Mã số 2 100.000 đồng. Mã số 2 100.000 đồng. Hôm nay em bán hàng rất là rẻ luôn. Các bác ủng hộ gia đình nhà em nhé. Mã số 2 100.000 đồng. Các em có mã số 3. Có mã số 3 này. Này em có tổng số là 2 cây các bác nhé, 2 cây này. Đây là hàng nguyên bản nhé. Được đây bên trong này các bác này, hàng nguyên bản này. Cái cục gỗ ở bên trong này các bác này. Đây ạ, cục gỗ ở bên trong này nhá. Được thì dân cho vào cái giò này thôi để nó dễ sống hơn. Để bác ngắm nhá. 2 cây này. Bản lá rất là dài luôn này các bác này. Để bác ngắm nhá. Một cái này là hơi bị ấy rồi. Cái bị gập một tí nhá, do quá trình vận chuyển này. Để bác ngắm nhá, 2 cây. Hai cây to như này. Mã số 3 100.000 đồng. Mã số 3 100.000 đồng. Em có mã số. Chứ các bác em có mã số. Đây là mã số 5 ạ. Mã số 5 các bác nhé. Các bác ngắm này. Đây thì hai cây này rất là to luôn. Đây cái lá này này, ngọn này là nó mọc lên đang non các bác này. Nên nó chưa giữ được thế các bác nhé. Về em đây định đây các bác về giữa cho nhá. Có hẳn 7 cặp lá các bác nhá. Đây là 1 này, 2 3 4 5 6 cặp lá, 7 cặp lá các bác nhá. Đây ạ. Cây rất là to này. Bản lá thì rất là dài luôn. Đến phải 80 cm các bác này, phải 80 cm nhá. Tổng số là 2 cây các bác, 2 cây nhá, bác ngắm kỹ này, 2 cây này. 2 cây nhá. Dễ thì ăn bám chắc rồi thôi. Đây bác ngắm này. Dễ ăn rất là bám là tốt vào cái giò này rồi nhá. Mã số 5 150.000. Mã số 5 150.000. Có mã số 6 ạ. 6 này được người dân ghép trên một miếng gỗ lũa như này các bác nhá. Tổng số là 3 cây. Đây rất là nhiều lá cây này. Đây bác ngắm nhá. Đây ạ. Dễ thì ăn bám chắc vào cái miếng gỗ lũa này rồi. Được người dân họ ghép rất là đơn sơ các bác ạ. Về các bác chăm hộ em với nhá. Mã số 6 này 3 cây. Chỉ có giá là 70.000 thôi. Mã số 6, 70.000. Cho một giò như này nhá, các bác về chơi nhá. Về mới chơi nhá. Mã số 6, 70.000. Các bác có mã số 8. À, mã số 7 ạ. À. Có mã số 7 nhá bác nhá. Mã số 7 là 2 cái giò như này. À, đây là da báo các bác nhá. Đây là da báo nhá. Em có 2 giò. Tổng số là 3 cây. Bác nhá, 3 cây như này. Đây ạ, dễ là ăn rất là xanh mờn mở rồi các bác này. 3 cây như này nhá. Mã số 7. 2 giò như này. Chỉ có giá là 90.000 thôi. Mã số 7 90.000. Đây là giò da báo các bác nhá. Tiếp theo các bác em có mã số tiếp theo là mã số 8. Thuần thêm một miếng gỗ lũa như này. Thuần thêm một miếng gỗ lũa như này các bác nhá. Có 1 2 1 2 3. Có 4 cây các bác, có 4 cây này. 5 1 2 3. À 4 5 6 cây các bạn, 6 cây các bác nhá, 6 cây. Nó ghép xung quanh như này. Để các bác ngắm này. Ghép xung quanh như này.
Còn cái này thì rất là ăn, các bác ngắm, rất là rõ ràng rồi đấy ạ. Dễ là rất là ăn chắc vào cái này. Bác về các bác chỉ bật treo đấy ạ. Mã số 8 chỉ có giá là 60.000 thôi. Rất là rẻ luôn các bác này. Em bán hàng rất là rẻ luôn. Mã số 8, 60.000. Vậy có mã tiếp theo, có mã số 9 này. Một miếng to, to như này các bác này. Tổng số là hai mấy cây liền cả, em không nhớ là hai mấy cây thôi. Một, đây là mặt này, đây là một mặt nhé các bác nhé. Và đây là mặt sau này. Rất là to như này luôn. Về các bác chăm hộ em rồi nhá. Đây dễ thì ăn bám chắc rồi. Đây, mã số 9, 110.000. Mã số 9, 110.000 cho các bạn này các bác nhé. Mã số 9, 110.000. Nếu bác nào mà lấy cái mã này các bác nhá, do cái chỗ này nó sẽ rất là to, bản này rất là to các bác này. Đây, em sẽ cắt cái chỗ này đi, chỗ buộc dây này đi các bác nhá. Đây, chỗ tay em này, để đóng dễ hơn nhá. Bác để ý nhá, mã số 9, 110.000. Thưa các bạn, em có mã tiếp theo này nào, em có một mã thập hoa. Có một mã thập hoa này. Đây các bác này, một mã thập hoa nhá. À, rất là nhiều mầm tơ như này. Đây ạ. Ở dưới này thì đang chuẩn bị nở hoa rồi các bác này. Đây ạ. Hoa nó màu màu tím luôn, hoa màu tím nhá. Đây ạ. Mã số 10, 70.000 thôi. Bác nào nhanh tay nhá. Mã số 10, 70.000. Mã số 10, 70.000. Thật vậy, em có một cái là một mã số 11 này. Em có một giò hạc vĩ. Hạc vĩ lá mít các bác nhá đấy ạ. Rất là nhiều thân luôn. 1, này, 2, 3, 4 thân. Và ở dưới này đang rất là nhiều cây bác nhá. Ở dưới này đang rất là nhiều cây nhá. Các bác về chơi và bác chỉ được chơi thôi. Ghét treo lên và chơi thôi. Các bác ngắm nhá. Mã số 11, 120.000. Mã số 11, 120.000. Thế các bác lại em có mã số theo, em có mã số 12. Thì đang lên mầm này, các bác này, lên mầm đây ạ, bác ngắm nhá. Đang lên mầm rất là đẹp luôn. Đây có hai loại các bác này, hai loại nhá. Có hạc vĩ. Có 2 4 thân hạ 5 thân hạc vĩ này. Và ở bên này là có mấy thân thập hoa đây các bác này, đang vào mùa hoa này các bác này, đang nở rồi đấy ạ, đang chuẩn bị nụ này. Vâng, để tay các bác là các bác có thể được ngắm hoa luôn rồi các bác nhá. Mã số 12 80.000 thôi. Mã số 12 80.000 các bác ngắm nhá. Rất là dài luôn. Đang nụ này. Rất xinh được bác này, các bác ngắm chưa ạ? Nụ rất là nhiều luôn này. Mã số 12 chỉ có giá là 80.000 thôi. Vâng, đây hôm nay cũng là mã cuối cùng của nhà em. Các bác ủng hộ em nhá. Em cũng chào tất cả các bác ạ.